Bạn nhé, thì hôm nay mình không quay ở ngoài đồng được thì giờ mình chế đổ ra nhé. Bởi vì hôm nay chủ nhật thì mình nó cạn nước rồi thì mình nghỉ nhé. Nó hòa này, đường hòa này, các bạn nhé, hai người mình làm này nhé. Đây chùm 48 này. Thì nhà mình cũng hôm qua đã gửi hết hàng. Thì nghe này thì nhà mình làm xong thì lại gửi nhé.
Đấy, mình đánh lầu đi, hòm nó rất lầu rồi này. Rất chỉ là mịn. Đấy, hàng nhà mình thì đấy các bạn, hàng nhà mình thì quà gửi hết rồi. Thì hôm nay thì hai vợ chồng mình đàn thì sẽ gửi chiều chứ mai sẽ gửi nhé. Mình xin chào các bạn nhé.